Hello mọi người. Hello mọi người. Sorry mọi người nhé, phải đeo hôm nay phải đeo lens đeo kính để live đây. Tại vì anh chưa cái lens cũ của anh hết hạn nên anh cũng chưa mua lại. Đấy mở cái mặt vậy. Hello mọi người, hello Gia. Chào mọi người ạ. Hello Thảo Vy. Thẩm phán học đường vào thứ bảy hàng tuần đấy mà. Rồi anh mới like. Lớp luôn rồi này ông xã thế vậy? Chúc mừng em. Hello Shai. Hello Exa Xanh. Hello, hello hi everyone, welcome back to all of my live stream today, Sky. Tập văn học đường có 20 tập. Bà bắt đi ngủ rồi, ok, bye bye. Chúc em ngủ ngon. Ê, bữa có vụ kia anh bị gì mà vụ nào nhỉ? Có mà, anh vừa trả em xong luôn ý. Em mới đổi tên chắc anh không biết rồi. Có phải là Hải không? Hải Dương hả? Có chữ C Hải đúng rồi. Nay ăn trong lớp em bị trừ 20 điểm. Đã vậy. Hello. Sao em mang kính à? Anh chưa có mua len mới. Đưa rồi anh đeo len. Rất là chị ạ. À. Bữa giờ đeo len. Hôm nay hết không hư len hết đeo kính đeo kim. Lâu rồi mới xem lại anh like. Hello em. Mưa to lắm á. Ocean hay sea á? Anh nhận ra liền. Tập 2 thương Bách quá anh ơi, thương anh nhiều, anh đóng vai cảnh đó có bị kỷ niệm gì không kể cho em nghe. Buồn lắm á. Mọi người để ý á. Lúc nào, nói chung là trong tập 2 này có rất nhiều chi tiết cài cắm. Mọi người phải để ý mọi người mới thấy. Từ cả, tất cả đều thể hiện. Vì sao mọi người xem phim, mọi người đang nhìn theo góc nhìn của Hoàng Bách. Thế nên mọi người sẽ thấy rằng là những cái đấy là qua góc nhìn của Bách thì Bách sẽ cảm thấy là mình luôn luôn bị có những cái gọi là bị phân biệt đối xử ấy. Kể cả qua cái bát ăn, mọi người để ý cái bát ăn ấy. Rồi mắt của Bách lúc nào cũng giống như kiểu đang sắp khóc ấy. Hello Vin, nhắc Phi Yến giúp em trả nợ 20.000 của. Để anh trả giúp cho.
Anh bị cảm ạ. Anh hơi nghẹt mũi xíu thôi chứ không có sao hết. Có thể anh không biết hôm trước em là người vừa vô like anh là anh tắt đến đây mới gặp anh. Xui vậy. Sorry em nhé. Giờ này trời mưa nhiều, đang mưa luôn á. Anh hay bị nghẹt mũi. Hello. Sấm quá trời, sấm lớn luôn đấy. Anh ơi, sao bữa đăng live mà tắt cái ruột ngang xương vậy? Có ngang đâu. Hồi nào nhỉ? À, bữa live trên YouTube hả? Do mạng chậm ấy. Nó bị trễ khoảng tầm rất là nhiều ấy. Tại vì bọn anh live xong bọn anh còn chào tạm biệt này kia. Nhưng mà mạng bị lag nên mọi người ấy bị tắt, hay tắt cái ruột thôi. Bách là của tôi à? Ok. Hôm bữa bạn mắc bán mình cho tư bản không đi fan meeting được à, anh khóc buồn đấy. Hôm bữa tôi đợi cô tới á. À ha, anh quên mất cái việc đó. Anh Vinh ơi, anh chọn giờ nào like sớm được không? Chứ like lâu quá em chào buồn ngủ quá. Sorry em. Tại cái đến giờ này anh mới có thời gian. Anh cận 4 độ. Hello Trang. Ủa lâu lắm không thấy cô Trang vô live tôi xem. Không sao hết, chúng ta sẽ còn nhiều bữa nữa. Đang tuổi bước vào thị trường lao động và ước tổ chức chủ nhật. Là mọi người như thế nào? Giờ này thời tiết đang tự nhiên bữa giờ 2-3 hôm nay mưa rất là nhiều nên mọi người đi nhớ chú ý mang theo áo mưa về nhà, phải sấy khô tóc, lau khô người, tắm nước ấm để cho nước mưa nó không ngấm vào người mình nha, giữ ấm thì sẽ không bị bệnh. Em ngủ. Anh có cái view spa quá vậy, trời đất ơi. Không có mưa thôi. À do trời mưa thôi chứ không mưa. Đẹp lắm á. Buổi sáng nắng chiếu vào rất đẹp. Anh rất là thích. Ông trời chụp hình quên tắt flash. Đang mưa luôn em. Anh có ở quận 2 đâu? Anh ở chung cư. Hà Nội đang cần mưa. Thời tiết Hà Nội đang như thế nào vậy Trang? Hải ơi, hôm bữa anh nhận được quyển sách, hai quyển sách của em rồi nè. Tô súp gà cho tâm hồn. Anh đọc một quyển rồi. Tức là có hai quyển thì có một quyển anh đọc rồi. Anh để tóc màu trắng xanh lá, anh để tóc đấy từ năm trước rồi, từ tháng 1 rồi, giờ tháng 9. Hơn nửa năm nay rồi anh đã nhuộm lại rồi. Cái nhuộm lại anh đóng phim mới. Anh ngủ chưa? Anh vẫn đang like luôn. Anh có bảo con hai đâu kia. Em nhầm rồi. Hôm xem khúc Bách bị hộp bút của ông thầy vào đầu mà em xót quá. Đúng không? Đó là một trong những lần hiếm hoi Bách đứng lên nó gì sao gọi là đòi lại công lý, công bằng cho mình. Anh có đọc một vài comment ấy, mọi người hỏi là tại sao Bách không phản kháng, tại sao Bách không nói, tại sao Bách kiểu không đứng lên để nói để cho mọi người tin mình. Thì mãi tới hôm nay anh mới có cái like để anh ngồi anh nói chuyện về tập 2 ấy. Mọi người có cái câu hỏi nào không? Mọi người đặt câu hỏi đi rồi anh trả lời.
Thì anh xin trả lời cái câu hỏi là tại sao Bách không đứng lên bảo vệ cho mình. Thực ra Bách có nói, mà mọi người hiểu cái cảm giác khi mà mình bị người ta xúc phạm rồi mình phản kháng lại bằng cách lên Bách thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng mời bố mình lên, thì khi nói ra ở đó bố mình không tin, và bố mình phải khi nghe thầy hiệu trưởng là nghe thầy chủ nhiệm là sẽ xuống để hỏi mọi người, chứ không tin Bách ở cái thời điểm đó nha. Xuống hỏi mọi người để hỏi cho ra lẽ. Nếu mà tin thì đã tin ngay từ lúc mà ở đó rồi, con mình cũng đã bị đánh rồi, đúng hay sai thì người bị tổn thương, người bị kiểu thương về thể chất ấy là con mình thì cũng phải bênh chứ. Nhưng không, ba lại chọn xuống để nghe với mọi người. Mà khi nghe mọi người ở đó thì tất nhiên là bất lực, khi tại vì mọi người cũng lại ở đó cũng lại là một cái vũng lầy nữa. Khi mà ở đó thì mọi người hùa nhau để bênh thầy, thì lúc đấy đứng đó thì chết chân rồi, nói gì được nữa với một thằng nhóc mới lên lớp 11 thì nói gì được nữa. Mọi thứ giống như kiểu cả thế giới quay lưng ấy. Anh nhận được rồi Trang ơi, anh đang ngồi này. Cái gối tựa hình con gì màu xám đúng không? Liệu bố của Bách có tin Bách khi thấy Danh bị như vậy không ạ? À? Thực ra khi cái chi tiết là bố nhìn thấy là bố biết. Nhưng mà anh không nói nhiều được, tại vì các chi tiết bố biết thì nó nằm ở tập 3. Mọi người xem tập 3 mọi người biết. Cái này thì anh có nhiều người khi mà các bạn cái này thì anh cảm thấy rằng là không biết mọi người thấy sao, nhưng mà bản thân anh là người đã từng trải qua bạo lực học đường, nên anh biết rằng là cái lúc mà bị bắt nạt, bị đánh như vậy á, cảm thấy bản thân mình không có tiếng nói, càng bị đánh thì càng im, càng chịu trận, về nhà cũng không dám mách thầy, mách bố mẹ, bởi vì cái tâm lý lúc đó suy nghĩ là mách cũng không giải quyết được gì hết á. Mình là người trực tiếp lên để đối diện với mọi người, nên lên đối diện với các bạn ở trên lớp, mách bố mẹ lên quán triệt một lần sau lại vẫn bị thôi. Thế nên là cái việc mách ấy với Bách nó không giải quyết được việc gì hết. Và mọi người xem tập 2 thì mọi người cũng thấy rồi, đó là Bách chính là thẩm phán học đường. Cậu ta nghĩ rằng là người lớn không giải quyết được gì hết, mà chính bản thân những người bắt nạt phải chịu một cái hình phạt từ cộng đồng. Đó, suy nghĩ có phần lệch lạc. Thì có câu chăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không? Hello Minh Hà. Em cũng từng bị cô lập, sáng nào đi học cũng khóc thật nhiều rồi mới đi. Đúng rồi. Ngày xưa lúc mà bị cô lập nhá, là đến lớp mà phải gọi là sao? Ác mộng. Ác mộng khi mà đến lớp. Mà anh bị bắt nạt. Sếp ơi, không kịp deadline rồi. Bị bắt nạt là gọi là sao? Cảm giác kiểu bị cả thế giới quay lưng ấy. Hên quá em đi học em cười ha ha không hả? Vậy là em may ấy, vì nhỏ con cứ bị lôi ra ngoài tiền rồi bị lấy bánh. Đúng rồi, hồi nhỏ đấy mắc cười lắm. Cái câu chuyện khi anh kể đó là câu chuyện hồi học cấp 1, anh bị bắt nạt xong rồi anh nhớ lúc đó là anh có mua một bịch bánh, bịch snack ấy, để mang vào trong lớp, bởi vì anh thấy là mọi người, các bạn, những cái người mà bắt nạt anh ấy là mọi người rất thích ăn cái bánh đó, và khi bóc ra một bóc một gói ra thì mọi người sẽ kiểu xin rồi là ăn chung với nhau kiểu vậy á. Nên anh đã mua một bịch bánh tới
anh ngồi trong lớp và khi anh vừa tới lớp cái anh cũng là bị bắt nạt liền, giống như kiểu là trò tiêu khiển ấy. Sau anh nghĩ là bây giờ mình chỉ cần ngồi vào bàn, mình mở bịch bánh ra là mọi người sẽ vào để xin bánh ăn, rồi mọi người sẽ chơi với anh như một người bạn bình thường ấy. Nhưng không, anh bóc bịch bánh ra xong rồi bọn nó còn chọc anh nhiều hơn, bọn nó bảo là bọn nó sẽ gán ghép anh với một bạn bị bắt nạt khác, bảo đấy hai đứa này bóc bánh ra ăn chung với nhau đi kiểu thế. May mà anh vẫn lớn lên thành người, lớn lên nên người mạnh khỏe. Sao anh không mách cô? Lúc đấy đâu có nghĩ được, lúc đấy chỉ anh nói thật là lúc đấy anh không biết suy nghĩ của anh lúc đó, anh không hiểu vì là như thế nào, anh chỉ cảm thấy rằng là không mách được, mách nhá. Câu chuyện là có từng có mách rồi, có nói là đứng lên bảo cô là bạn này bắt nạt rồi, bạn cô cũng khiển trách bạn đấy trước lớp, nhưng mà khiển trách một người, khiển trách một người duy nhất trong một cái nhóm khoảng tầm chục đứa, thế là thôi, mình coi như là động vào ổ kiến lửa, kiến lửa rồi, chín đứa còn lại nó bắt nạt mách hết rồi. Mình không mệt, mách giáo viên cũng không giải quyết đâu, em bị rồi. Mà cái hồi đó nhá, cái tâm lý của các bạn trẻ con ấy, anh nhớ là bắt nạt bởi vì giống như kiểu có rất nhiều cách để bắt nạt, body shaming nè, rồi thấy đeo cái kính khác biệt là cũng bị cô lập, cũng bị bắt nạt. Mà anh cảm thấy rất là khó hiểu, rất là đáng sợ, bởi vì các bạn mới học mẫu giáo cấp 1 thôi, nhưng mà các bạn biết thế nào là xấu, thế nào là đẹp, thế nào là khiến cho người ta bị đau đớn, hay là bị thế nào bị tổn thương về tinh thần. Tức là các bạn mới có 5, 6, 7 tuổi thôi mà các bạn đã biết cách làm thế nào để làm những cái điều xấu như vậy. Cái điều anh cảm thấy rất là buồn là vì thế. Bây giờ lớn lên anh suy nghĩ á, anh đến bây giờ anh vẫn hiền, anh kiểu bị hiền ấy. Thế nên anh nghĩ rằng là có nhiều góc nhìn khác nhau khi mà mọi người xem, thì thay vì anh nghĩ là thay vì đặt câu hỏi là trời ơi ngoài đời làm gì có những ngày như vậy, nhưng mà có thể là do mọi người không trải qua nên mọi người không biết. Mọi người không trải qua nên mọi người không biết thôi, chứ còn chuyện những cái chuyện bắt nạt, những chuyện phi lý như vậy nó vẫn tồn tại ngoài kia, chỉ là do chúng ta chưa gặp thôi. Chúng ta may mắn, bởi vì họ, các bạn may mắn các bạn không gặp, nhưng không có nghĩa chuyện đấy không xảy ra. Cái câu này cũng chính là cái câu mà ngày xưa anh, khi mà anh thuyết trình, có một cái lớp là lớp thuyết trình ở đại học, là anh được nói về cái chủ đề này đấy. Cũng câu khi anh hỏi mọi người xung quanh cái lớp, lớp anh khoảng 40 người lớp đại học, rằng là có ai đã từng bị bắt nạt chưa, không ai nên lên tiếng hết. Thậm chí các bạn bảo là đi học rất là vui, thì anh mới nói câu đấy với các bạn, anh bảo là có thể các bạn may mắn khi mà các bạn sinh ra trong môi trường xung quanh mọi người rất là hòa đồng, nhưng mà các bạn không thấy bắt nạt không có nghĩa chuyện đấy không xảy ra. Em đi học em toàn bắt nạt bạn chứ chưa có trả lời mày ơi. Sáng đi học chưa về bị giấu mất giày luôn á, bắt nạt cách kỳ cục. Anh học trường nào ạ? Anh ngày xưa anh học một trường Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Em Vinh ơi, anh Hiền đang xem anh kiểu gì không? Anh Hiền sao chưa like vậy? Anh ơi em đuối quá nè, hai ngày nào nè, hai ngày ngày nào cũng đuối quá nè, hai ngày nào cũng học tới 13 tiết em muốn chết. Cố lên em. Anh mà học chung với em thì em bảo kê anh. Có là đâu hay là em là trong những người bắt nạt anh? Em nhớ hồi tiểu học em từng là đứa hay bắt nạt, cho tới khi học cấp 3 em bị bắt nạt. Ôi buồn, nó là đứa bắt nạt ai nha mọi người. Em hồi lúc năm cũng bị hội đồng, trời ơi.
chúc em thi học sinh giỏi thật, điểm điểm thật cao. Em đi học và bị bạn đánh do mẹ em là giáo viên trong trường hay anh gì? Muôn vàn lý do. Thôi anh không biết anh sao, nhưng mà em cũng có một thời gian bốn 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 tư tư, hên là em nhát nên em còn ở đây. Có thể em không biết thôi, nhưng mà cái sự, anh nói thật đấy, cái sự tồn tại của em ở đây nó đã là một thành công rất là lớn của em rồi. Em phải nhìn lại đi, bởi vì em đã cố gắng tới mức này rồi, mấy chục năm nay em đã cố gắng sống, em đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn, em đã cố gắng để tận hưởng cuộc sống, cái thế giới có rất nhiều điều tươi đẹp, là anh đã cảm thấy rất tự hào về em rồi. Em hiểu không? Em là một, anh hôm nay mới, anh với em xem một video về cái đó. You are survive baby, có nghĩa là em là người, em đang sinh tồn, em đang rất tồn tại, em đang sống sót. Và anh cảm thấy cái sự tồn tại và cái sự sống sót của em rất là đáng quý, anh rất tự hào về em. Nên đừng nghĩ những cái điều xấu điều quản nha. Ok, bye bye, chúc em thi tốt. Vinh có nhớ nha. Ừ, tại cái bữa giờ anh làm việc ý, nhưng mà anh vẫn sẽ like vào cái khung giờ này, vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy, anh nghĩ vậy. Thứ bảy tuần trước là anh không có like bởi vì phim chiếu muộn quá, tận 11 giờ mới xong, nên là anh không có thể, anh like bị trễ, anh buồn ngủ. Hai cuốn Chicken Soup for the Soul đọc hay không anh? Hay chứ, hai cuốn đấy rất nổi tiếng. 247 em ạ. Tại vì anh muốn nói chuyện nhiều hơn về bộ phim nên anh sẽ live vào thứ bảy, sau khi phim chiếu xong anh sẽ live trên công ty, rồi anh sẽ live ở nhà nữa, để chúng ta sẽ thảo luận một cách nóng hổi. Hi mọi người, xem xong tập 1 tập 2 ngoài ức chế, mọi người có để ý được cái điều gì không? Thực ra tập 2 có một chi tiết rất là nhỏ thôi của người bố, nhưng mọi người để ý thì mọi người cũng sẽ thấy, nhưng mà tập 3 sẽ nói về nó. Mọi người thử để ý coi, thử đào sâu vào đi, xoáy xoáy sâu vô đi. Cảm ơn anh em, lâu lắm không đeo kính lại ấy. Anh cận 4 độ lận. Phi nhìn Vinh ốm thấy thương luôn. Lúc đấy có 62-64 cân chứ. Đóng thời điểm đóng phim là có 64-63 cân thôi. Hai cái má hốc vô. Vinh còn đọc được comment chứ sao. Mọi người bảo là đánh khối cho diễn viên, dữ quá. Mọi người ơi, thật sự luôn, cái này giả cast không ai đánh khối hết. Thậm chí mà có ngày đầu tiên đánh khối, nhưng mà mọi người mặt ai cũng rất là gầy, rất là hốc, nên tận ngày sang ngày 2 không có đánh khối nữa, nhưng mà cái mặt nó vẫn hốc, hai cái má vô. Thời điểm đó anh rất là gầy bởi vì áp lực công việc nè, áp lực bộ phim, rồi là không được ngủ đủ á, nên là mặt nó hốc vô, không tập gym gì luôn, ăn uống vẫn rất là bình thường, 3 bữa một ngày mà vẫn như vậy. Anh cận 4 độ mà anh đeo kính khi diễn à? Anh đeo len trong suốt ý. Thậm chí là giờ đây khi ấy là anh like, anh vẫn đeo len trong suốt, len cận. Nhưng mà len anh hơi hạn rồi, anh chưa đeo. Ai cho hai anh em ngủ chung giường?
ngủ chung giường chứ có làm gì đâu. Giờ ăn uống đầy đủ lại nha. Trời ơi, ăn uống thì ăn uống mà cân nặng nó hơi random, nó hơi hên xui. Present Brazil, hola. Theo dõi anh từ hồi Facebook anh là Vinh Nu đến tận bây giờ mới thấy anh đã cố gắng và nỗ lực nhiều như thế nào. Thì hả? Em ơi, thế thì cũng phải chuyện cả chục năm rồi ý. Thì không? Cảm ơn em. Mọi người có nhớ ngày xưa lúc mà tôi like ấy, tôi hay để cái hình nền bằng máy chiếu bằng sau lưng ở bằng là bầu trời sấm chớp màu đỏ này kia đấy. Giờ tự nhiên tôi có một cái background không cần máy chiếu luôn, vẫn có. Em cũng thế này, em cũng biết anh hồi Facebook anh là Vinh Nu đó thì không? Biết thôi đúng không? Anh không hiểu vì sao ngày xưa anh đặt tên là Vinh. À, tự nhiên cái quên ngang là biệt danh ở nhà anh là Nu, là tên con chó nhà anh ấy. Ngày xưa bố anh thấy anh nằm ngủ anh hay cuộn tròn lại á, bây giờ anh vẫn có cái thói quen đó nên giống giống con cún con ấy, nên bố anh gọi tên anh là Nu. Mà ngày xưa anh chỉ không nhớ là phở bò của anh là đặt tên là Nu Mặt Ngu lại cái nó vần ấy. Ngày xưa đấy tự hào cái tên lắm nha. Sao bây giờ cái đường link của anh, à không, anh đổi rồi, anh đổi đồng báo vinh.hector rồi. Thế trước là Nô Mặt Ngu. Em còn nhớ đợt đó anh nổi từ mấy cái fanpage hot boy các thứ đó, xong có được app phở bò với anh. Rất lào. Ồ, mắc cười quá, biết nhưng mà không ấn tượng. Sau này anh bắt đầu đóng phim mới bắt đầu chú ý á. Do nhân duyên đấy. Ngày xưa anh hay được gọi là sao? Anh nhớ có bài báo gì Hot Boy Hải Thành Hải Dương ấy. Hải Thành, mắc cười quá. Thành phố Hải Dương ấy. Em còn nhớ có mấy bài báo viết về anh mà hồi đó em chưa biết anh, cho nên cho tới năm nay ôi, bây giờ sợt là mấy bài báo cũ mắc cười không. Để tôi thử sợt nhá. Tại vì dạo gần đây là Thẩm Phán Học Đường lên sóng ấy, là có thêm những bài báo mới về Thẩm Phán Học Đường nên chắc là từ khóa đã được thay đổi rồi. Nhưng mà để tôi thử sợt. Bảo Vinh, biết Bảo Vinh. Ủa bất ra này. Cho ra fanpage là chính Nguyễn Bảo Vinh. Diễn viên, mà sao để mặt ai vậy? Để mặt chú nào ý? Chắc là người làm ra cái thông tin này. Hot boy, Bảo Vinh. Trời đất ơi, tôi search Bảo Vinh này và nó, mọi người biết nó hiện ra những từ khóa gì không? Cái này có thể gọi là một content không? Khi mà giật ba tên mình ở trên Google ấy. Hello Phương. Bá Vinh sinh năm bao nhiêu? Thì tôi sẽ xin trả lời câu hỏi này. Bá Vinh sinh năm con heo. Cái năm sinh của tôi trên Google search là sai, bởi vì họ lấy năm sinh của tôi trên Facebook. À gì, trên phở bò, xin lỗi. Trên phở bò. Mà đợt đó tôi không hiểu sao tôi để là 94 nhưng mà sai nha. Tôi không nhớ cái lý do vì sao. Cung cửa. Rồi cái gì đây? Bá Vinh diễn viên, Bá Vinh Twitter, phim Bá Vinh. Trời ơi, có 3-4 từ khóa Bá Vinh sinh năm bao nhiêu luôn ý. Còn gì nữa không? Hết rồi. Toàn hỏi năm sinh của tôi thôi. Tôi 18 tuổi.
À, chắc lúc đó chưa đủ 18 tuổi nên để 94 mới đủ. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhớ rồi, tại vì lúc đó phở bò. Tôi nhớ rồi, lúc đó phở bò của tôi là phải muốn để chế độ theo dõi ấy, thì phải đủ 18 tuổi, mà lúc đó tôi mới có 17 tuổi à. Nên tôi để vào 94 để cho lên tuổi, để đủ tuổi để tôi cài. Lúc đấy là full bạn rồi, 5.000 bạn rồi, mà phải chuyển qua chế độ theo dõi, không thì mọi người không kết bạn được nữa. Thế là tôi để lên, cơi lên 1 năm để đủ tuổi. Cái xong rồi mà tôi nhớ tôi khóa vào rồi ý. Mà sao hiểu họ không hiểu sao họ vẫn thấy. Thank you so much. Thank you for the gift. Trời ơi, anh ơi, em không nói là nhờ cái mặt chú đó mà em bị mấy bạn trên lớp trêu đâu nhé. Chắc chú ấy là người cài đặt, cài cái thông tin của anh. Viện Bá Vinh, giới gender, male, dân tộc Kinh. Ủa không, người này cũng tên là Nguyễn Bá Vinh em ạ. Người này cũng tên là Nguyễn Bá Vinh. Profile nhưng mà làm sale ở Nha Trang. Không phải anh nha. Cái này là trang gì đó. Nhưng mà vẫn hiện. Ê, nhưng mà họ hiện cả chương trình truyền hình. Tức là những bộ phim anh đóng lên nè. Love You, Mr. Cinderella, Nguyễn Bình Anh Nhất Là Về Bên Em, Anh Trai Quốc Dân Muốn Nhìn Thấy Em. Ok, chúc mình hàng cũng ngon. Hello Mỹ Thạnh. You look like a third year student with your glasses. Không biết nữa. Chắc là do filter ấy. Anh tạo dáng cho em chụp đi được không ạ? À? Để em vào cắt cắt dần dần. Ok. Mọi người chụp phải trúng cả sấm chớp cho tôi nha. Cái này là view không phải view đâu mọi người, cái này là màn cái màn hình tivi của anh á. Màn hình tivi á, anh đang bật bầu trời mưa sấm chớp lo-fi. Thank you Mộng Giao. Anh lại tới sáng cũng được. Ủa ai có hỏi anh sẽ lại tới sáng đâu. Hi hu hu, quả chào hu hu. Em nhớ có năm nào nhìn anh như trai công sở luôn. Thì chắc là cái thời điểm anh mới làm vào nghề, mới vào O2 quá. Thời đó cái style của anh là kiểu lịch sự á. Anh hay mặc quần tây. Xong rồi, tức là anh mang cái style của boy phố Hà Nội vào trong này nè. Là quần tây nè, quần short tây, áo polo ôm, áo sơ mi ôm, đeo cà vạt. Đó là cái style boy phố, trung bình boy phố Hà Nội ấy. Mà anh vào trong này là anh đã hòa mình vào style Sài Gòn, mặc quần đồ, mặc đồ rộng. Em nói em fan Bá Vinh xong cái mấy bạn tìm kiếm trên Google thấy chú cái ghép ảnh em. Thôi, sao mà mẹ em áp em quá vậy? Hốt hai đứa nhỏ về bố Bách nắm chặt cái thìa, em mới hiểu sao Bách sợ bị gọi cho phụ huynh đến vậy. Mọi người nếu để ý ấy, là cái khúc mà bố ông khi bố vào phòng mắng Bách, ông bố không dám nói, không dám mắng to, tại vì phòng Bách với phòng Đạt ở cạnh nhau, sợ mắng to thì Đạt cũng nghe thấy. Bởi vì sao mọi người, lời của Nhàn nói thực ra cũng có điều đúng, là bà bố Bách làm lái xe cho mẹ Đạt. Hai người quen nhau xong rồi đến với nhau thì mỗi người có một đứa con riêng, là tạm hiểu là bố Bách đang ở rể, tức là ở nhà của người ta ấy. Thế nên là lúc nào cũng trong một cái tâm lý là rất sợ làm phiền tới gia đình của người ta ấy. Xong rồi mẹ cũng hiểu là những ông bố mà kiểu
họ là sống kiểu khó khăn ấy, thì họ sẽ có một cái tâm lý là rất sợ bị người ta đánh giá, rất sợ là làm phiền người ta ấy. Thế nên là ông bố tuy mắng nhưng mà bởi vì là sợ rằng thằng Bách làm ảnh hưởng xấu với thằng Đạt, sợ rằng thằng Bách ở đây làm phiền đến gia đình người ta, cho nên là khắt khe là mà cũng không dám thể hiện. Mọi người hiểu, có một cái chi tiết nữa, một cái chi tiết nữa khi mà Trung bạn thân của nhóm bạn thân ấy hỏi Đạt là về có bị bố la không, thì Đạt trả lời là bố tao hiền lắm, không có la bao giờ, thì đúng là không la Đạt bao giờ, và cũng không bao giờ nhìn thấy Đạt ông bố la Bách, bởi vì là ông bố không để cho mọi người biết rằng là ông bố rất khắt khe với cả Bách Bách nên là hiểu vì sao mà Bách sợ bố là vì thế. Khi mà hỏi là bác hai dữ, có dữ lắm hả, thì Bách không có nói gì hết, bởi vì cái điều đấy chỉ có Bách biết thôi. Bài tên là Giờ này em nơi đâu của nhạc phim của Chàng Lọ Lem, mọi người có thể vào trong ITB của OH Production mọi người xem. Mà tại sao Bách gọi mẹ Đạt bằng gì? Tại vì Bách nó cảm nhận được, Bách nó tự vạch ra cho mình một cái rào cản, một cái gọi là sao, một cái tự ti rằng là mình đã không thuộc về nơi này. Mình đến nhà người ta ăn nhờ đậu nhà người ta. Đấy là một khi nên là nó gọi nó chưa dám, nó cảm thấy nó không xứng đáng để làm gọi người ta là mẹ hay kiểu vậy, mặc dù là người ta rất là tốt. Đúng rồi, Bách không sợ bố mà Bách hiểu chuyện thôi, nó hiểu chuyện, nó không muốn làm phiền, nó không muốn bố lo lắng về nó, muốn gì lo lắng về nó. Mọi người hiểu cái bộ phim hiện tại đang là một cái xã hội thu nhỏ. Mọi người hiện để ý nhá. Cái này tôi có nói trong reaction rồi nhưng mà giờ tôi cũng nói luôn thôi các bạn. Mọi người xem tập 2 mọi người sẽ thấy nó giống như một cái mỗi lớp nhỏ sẽ là nhận một cái áp lực từ lớp lớn. Ở trường thì thầy Bình Bách chịu sự đàn áp áp lực từ thầy Bình. Nhưng mà thầy Bình lại chịu sự áp lực từ thầy hiệu trưởng. Bách chịu sự áp lực từ người bố, nhưng mà bố chịu sự áp lực từ cái nơi ở đó, từ cái gia đình đó. Chung quy lại giống như một cái tam giác ngược, khi Bách trở thành tâm điểm của tất cả mọi áp lực cộng lên và cộng hưởng lên và đè nén lên nó. Bài hát ở Fan Meeting là bài Thẩm Phán Học Đường, nhạc phim Thẩm Phán Học Đường. Em mới ở bên kia, qua bên kia là ở đâu nhỉ? À, Minh Hiền đang live hả? Cho Minh Hiền nói chuyện một lúc rồi qua kêu Minh Hiền nói chuyện. Anh đang ở Sài Gòn. Anh có đang quay phim nào không ạ? À, anh hiện tại là chưa có quay phim nào hết. Thế bạn được khi nào tập 3 ra với anh? Thứ bảy tuần này em ạ. Minh Hiền like lâu chưa? Cho Minh Hiền nói chuyện một lúc rồi vô kêu Minh Hiền like chung. Anh Vinh là bệnh đấy hả? Ừ, bữa giờ trời mưa lại, anh đi làm cũng dính mưa chút xíu. Anh là cái kiểu người mà chỉ cần dính mưa là bệnh, cứ dính là bệnh, không nói nhiều. Anh làm nghề gì ạ? À? Anh làm diễn viên, content creator. Làm diễn viên full time. Không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại nữa. Sắp rồi, yên tâm.
cái con đằng sau anh gì dễ thương gì vậy? Con đằng sau anh là con gì? À, con cáo ấy. Con này anh hay anh ngày xưa anh lai hay bày đằng sau. Bữa giờ anh lu bu anh chưa có dọn dẹp phòng bốc được, xong hôm mấy cuối tuần trước anh mới dọn, anh trưng ra. Phim có 20 tập em ạ. Lô lại lâu chưa? Mới không quá lâu mà cũng không quá sớm. Lạnh quá hả? Dạ. Thế mặc cái áo rất ấm. Anh ngoài trời đang mưa. Anh à, cũng không khí. Cái áo đẹp quá vậy. Nào cho đi. Đấy. À, hiểu rồi. Không nghĩ các bạn comment. Không cho thì mình cứ lấy thôi. Ai đó không cho? Ở đây không có ích kỷ, bạn bè thích là cho, muốn gì qua lấy hết, thích gì cứ lấy. Bạn bè thôi hả? Thân 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 hả? thương em như người thân. Chắc là bạn không? Là bạn thôi. Là bạn từ một giây trước. Mọi người đừng có hỏi tôi chắc chưa. Đừng có theo fan người ta. Tao đang chuẩn bị chiếm đoạt tôi nè, mọi người không lo đi. Hôm nay chúng tôi là màu đen. Tôi có một chút màu đỏ nữa. Sao có mà bỏ được. Cái gỗ trái tim. Lạ nhỉ. Tại vì sợ mấy người không thấy trái tim của tôi nên là phải làm nó cái thật to để cho mấy người thấy. Dữ vậy sao? Mọi người nào người cũng thấy là sao? Nó còn gì là tự tưởng. Thôi thế giấu đi, cho thấy một chút xíu thôi, dữ thì sao. Hello Phạm Thị Phụng. Đó như thế này hạnh phúc không? Vui vẻ luôn. Anh ơi, 3 ngày nữa là sinh nhật em á. Sinh Chúc mừng, chúc em sinh nhật vui vẻ nha. nhật Chúc sinh nhật em sớm. Thành An Nguyễn Hồ. Thanh An Nguyễn Hồ, Nguyễn Hồ Thanh An Minh Hiền, chúc bạn sinh nhật vui vẻ đi. chúc bạn an sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật sớm. Tôi cứ đợi tôi đăng hình diễn không được. Hello Bon. Tôi chưa biết đăng không. Em ơi, tự nhiên cái bữa đi cắt tóc xong hình như người ta cắt tóc thưa quá rồi. Mái tóc lưa thưa. Là suy nghĩ thì quá là đúng. Hôm nay của mọi người như thế nào? Hôm nay mình nghiền như nào, có gì vui không? Này là những hàm dưỡng tự nhiên. Nhưng niềm vui đó không được trọn vẹn thì không được gặp cái gì. Ủa anh mới ca rồi mà. Thôi gặp
gặp Minh Hiền chơi tự tôi cảm chơi thấy bị tự ti á, bị thua thiệt. Là Minh Hiền tôi cảm thấy bị thua thiệt. Tôi kể cho mọi người một câu chuyện nhé, là khi mà đi cạnh người đẹp là như thế nào nhé. Tôi hôm bữa tôi với Minh Hiền là đi mua trà sữa, tôi nhớ đi mua trà sữa. Cái Minh Hiền đậu xe ngoài, tôi và tôi order nước. Tại vì là tôi vừa mới vào quán, xong cái bạn nhân viên, các bạn réo lên, các bạn: "Ôi đẹp trai quá, đẹp trai quá." Xong tôi kiểu: "Trời ơi, sao mà lộ liễu vậy, sao lại khen tôi lộ liễu vậy?" Xong tôi nhìn về hướng người ta, cái âm thanh nó phát ra tôi thấy người ta đang nhìn Hiền qua một cái kiểu đứng trong quán, xong rồi nhìn ra ngoài quán ấy. Xong rồi kiểu các bạn nhìn ra tôi là xong, các bạn ngờ ngợ, tại vì hôm đó lúc ấy tôi đội mũ bảo hiểm tôi đi vô, các bạn ngờ ngợ, các bạn biết rằng à hóa ra người này là đi cùng. Cái mọi người im, mọi người kiểu chọt nhau là im im, mình quen người ta kìa các thứ. Xong rồi kéo năm tụ bảy, tụ năm tụ bảy cái chạy lên tầng, cái tôi ở dưới tôi order. Xong rồi tôi quay ra thấy Minh Hiền cũng đang kiểu vừa tháo khẩu trang ra, đang vuốt tóc này kiểu này, tôi bị kiểu từ bỏ ấy. Nên tôi cảm thấy là đi cùng Minh Hiền tôi rất tự ti. Thì trong một gọi là trong một nhóm bạn, người nào xấu hơn thì người đấy sẽ là người đau lòng. Đau. Người ta gọi là hiểu chuyện nên đau lòng ấy. Anh đẹp nhưng mà Minh Hiền đẹp trai hơn. Trời ơi, trời ơi. Đẹp quá Ồ, có một cái máy bay bay qua đầu này. À không, cái này là cái flycam. Mưa gió là đi flycam chi nhỉ? Ồ, mới được tạo một cái trái tim có cái mũi tên bắn vô. Mấy nhìn giống như cô gái Lô Phi quá ha, ngồi học bài xong rồi sống chết đó. Cô gái lo-fi đấy, kiểu thế. Tôi còn đeo kính rồi thấy không? Cái sao tóc nhìn như kiểu bị hói vậy? Có rồi đầu chưa? Chưa rồi đầu. Rồi đầu hói, tắm rửa sạch sẽ. Ráo nước rồi. Bữa đi cắt tóc bảo là anh á, tỉa tóc cho em ít ít thôi, đừng tỉa nhiều. Cái anh như anh tỉa hơi quá tay rồi. Đương nhiên là bỏ mũi. Người ta đang nuôi tóc dài. Này anh có đi uống trà sữa nữa không? Nay mưa rồi, không đi uống trà sữa. Xấu đẹp gì anh cũng, hai anh cũng là bụi nhỏ. Sao mọi người an ủi tôi dữ vậy? Ý là tôi kể chuyện theo tâm tâm thế là kiểu mắc cười ấy, chứ nó không phải là than vãn hay gì hết. Nha. Mọi người ơi, chúng ta cũng đừng quá tập trung nghe hai chúng tôi nói chuyện, mà chúng ta cũng nên có riêng đi mọi người. Là mọi người cũng đừng có lơ là quá nha. Nói chung là thua số ít ít thì ok, thua nhiều quá thì quên. Có mắc cười đâu hai. Ủa không mắc cười luôn hả? Cảm Mưa từ ơn. chiều rất là công ty chưa về luôn. Thế thôi, không về thì ở lại đây ăn cơm chó một chút xíu. Đã ăn gì chưa? Đó là em bao nhiêu tuổi? 9 Nói gì em 9 Nó xưa sợ rồi về anh. Ê, tôi đeo cái này mà gì cho giống lo-fi, cô gái lo-fi nha. Mà sao em nói vậy vậy? Anh Hả? bây giờ làm dỗ xô xô xò nào. Thảo Nguyên gửi cho anh một cái gì vậy? Em xịt like. Nói sao giờ không nghe gì chứ? Sao vậy? Sao không nghe gì vậy? Ý là vẫn nghe nhưng mà không không hiểu. Cho em ăn cơm chó đi anh. Ý là nó cũng đúng mà nó cũng không đúng ý.
Anh 2 tuổi rưỡi. Thua rồi, mà nói là có giải thắng được đâu. Em không cần phải về cái sự thua của anh. Hello Phi Yến. Con chó có gì ngon không dựa vào kêu? Ủa? À cơm chó. Tưởng ăn thịt chó không á? Đây cả thu bị mất mà. Anh Hiền cao mét mấy ạ? Hiền hơn anh cỡ 10 cm, khoảng tầm 3 mét Đấy gì? 3 mét. Cái gì 3 mét hả? Và Vinh cao 3 mét, Minh Hiền cao 3 mét mốt, khoảng 10 cm. Ngồi sao ép có nhiều phải quá quan trọng đấy chứ. Không có Minh Hiền thua, Minh Hiền kể cho tôi 10 con vật. nãy giờ đâu có giao gì đâu, tự nhiên chơi phải. Ủa? Ok, chơi cái nữa, ai thua sẽ phải nói 10 con vật bắt đầu bằng Bắt đầu bằng cái gì? chữ C. Hát gì khó quá vậy? 10 con thôi, dễ. Không biết luôn. 162 múi mà cao lại, đúng rồi, đúng rồi. Anh cao 3 mét bởi vì là anh có 162 múi á. Ok không, Minh Hiền? Ok. Ok, bạn này. Ai thua sẽ nói 10 con bằng chữ C. 10 con bắt đầu chữ C. Trăm con kể cũng được, nói chi mười con. Đây, trong con hơi quá nhỉ. Trước tôi 30 con là đã hết, đã muốn hết rồi. Chứ sao, tôi là vua trò chơi mà. Tôi là trùm thú nuôi. Tất đỏ tôi biết hết. Bà Vinh xuống like check in book mình nha. Cảm ơn bạn. Bạn ơi, ý là mình cũng block bạn rồi ấy. Ai vậy? Sao nó không ta? Bạn đen đấy. Ai? Bạn đen. Ồ. Nên là mình không nhận được tin nhắn bạn ạ. Chứ không phải là mình chưa đọc đâu nhé. Cho mình like mình không đọc được đâu là do mình block rồi. Nói không được thì sao? Nói không được thì mời đi ăn. Không được thì tin nhắn nhóm kín. Em ơi, em nói vậy là nó không còn là nhóm kín nữa rồi ấy. Nghe giờ dạo này bên nhắn tin riêng cho bé Vinh luôn hả? Làm cái gì? Nhắn tin vào nhóm ấy chứ còn nhắn tin riêng là bằng nick bị block rồi nên đâu nhắn được đâu. Em Kiểu liên lạc một cách tuyệt vọng ấy. ơi, chưa chơi mà em cứ nói thua 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 là sao? Xui nha. Ở đây sẽ đứng một vòng tay. Không đi tranh thủ đi ngủ sớm thì mai đi cần kiểm tra thì Từng dòng kỷ niệm của riêng hai ta đã có. Em ơi, tức là anh rất muốn check inbox của em nhưng mà kiểu anh đang bận. Anh đang bận ở đây để gọi là đang bận kiểu thể hiện tình cảm. Nên là anh không có thể rảnh để đi check inbox của em được em nhé. Anh chảy gì cả. Đó, tôi chảy lắm đó. Mình đã có ai review tập 2 chưa? Nãy giờ đang nói về tập 2 ấy. Hôm nay tại bây giờ có Minh Hiền vô đây rồi thì muốn Minh Hiền chia sẻ một chút cảm nghĩ về tập 2. Tại sao mà khi mà Minh Hiền được réo tên trong thầy giáo nói là phải đi lấy được giải về cho trường cái Minh Hiền thấy Minh Hiền hơi sượng. Minh Hiền có muốn nói gì về việc đó không? Thì tại bên mình cũng muốn lấy giải hết chứ. Nhưng mà Bảo kêu phải mất nên là bảo dán nó giải về cũng được. vậy ý là muốn khán giả tự đoán. Ủa vậy Ê, sao cảm giác như tôi sắp thua rồi nè.
nói chuyện một hồi là đánh đòn tâm lý hả? Nhưng mà bán 2 phút nữa là biết đâu bây giờ thắng. Nói thua thua xui. Đang kiến vô hết tới cái mẹ rồi. Rồi là sao? Ai bị sức cho Thảo Vy với ạ? À? Em ơi không biết thủ ngữ. Để tôi chỉ cho. Ủa biết rồi mà đúng không? Đây làm theo tôi. Là tôi yêu bạn. Em qua anh cho hai cái bông nè em ơi. Cảm ơn em. Hai nén nhang hay sao vậy? Nhà này sớm quá. Không có sớm gì đâu. Rồi con cũng vậy không á em ơi. Em tặng anh một bông nha. Em ơi thế thành là ba nén. Cái thằng này nhà siêu tập luôn. Cảm ơn mẹ hai khỏi ngủ. Em con tim anh buồn vỡ. Cũng vợ chồng con nghe. Có lại bệnh gì á? Minh Hiền đang bị bệnh hả? Có đó. Không nhà tụi em mình. Tụi em không phải một mình em không đâu. Tất cả mọi người. Em ơi lâu lắm không đi tập boxing ấy quên hết bài rồi. Minh Hiền bữa nào đi ra tôi dạy boxing cho. Hả? À, boxing hả? Ờ. Tập boxing là phải tập thường xuyên thì nó có phản luyện phản xạ được, một tập một tuần phải tập 3 buổi. Cái tập boxing trên là nhẹ của pháo không? Ok gì vậy? Yeah. Ủa cái gì vậy? Thua rồi này dễ đi. Nào, chịu phạt. Là người thắng lớn anh ơi. Để em hết á. Cái hình phạt này là tôi đẻ rồi, tôi quá đơn giản, 10 cái bằng chữ C ấy thì... Nhưng mà phải có 2 chữ C. Thì là con... Thấy chưa, trời phạt đó. Làm khó người ta. Trời đánh rồi kìa. Con chó. Một cái. Cá cơm. Cá này tôi nói 1 phút 30 giây là hết. Không quá. Cá cơm. Con công. Con. Con chuột. Con. Con chim. Con cú. Mình đâu có ai nhắc không vậy mọi người? Con cáo. Không ai nhắc nha. Có công bằng không vậy? Không ai nhắc nha. Con công rồi, con công rồi. Con cò. Nó có người nhắc rõ kìa, con công kìa. Không có. Không nhắc. Hồi nào. Con cừu. Con... À, chuột rút. Con... Con chuột rút nữa hả? Chuột rút là bản thân chuột rút. Con cả thơi. Cả thơi. Cánh cột. Nó hai chữ C đàng hoàng nha. Con cả thơi nữa mà. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để trả thù mới được. Bán sau là 20 con. 20 con gì? 20 con một chữ C. Dễ. Thôi chữ khác đi. Tôi thắng, tôi là người ra luật chơi chứ mất cười luôn. Ủa gì hả? Ok, ừ. Ra luật đi. Tôi hỏi ý đồng đội cái đã. Đi ta thấy bên bên kia gọi là kết hợp chứ trời. Mọi người đi đưa một hình phạt đi mọi người. Đang học, học. Đang kiểu học nhóm hả? Khởi động trước khi chơi. Ghê vậy? Cái hình phạt gì mà thấy có vẻ là
Thể chất quá vậy. Bác Bá Vinh trồng cây chuối nhưng mà anh thua thì sao? Mình nên làm cái gì, hình phạt gì, có phải tính đường lui cho mình, hiểu Chơi luôn thắng làm vua thua chạy. không? Ai ai bày vậy? Hoa muốn phạt Bá Vinh một chút thôi. Phạt một chút đi. Làm trò gì vậy? Có con gì buồn Kỳ quặc quá. vô mỏ Thua mời thì anh là chồng cá bính cũng gì vậy? Chạy lấy năm món bất kỳ đi hai. Thôi người ta ra hình phạt mà, chứ phải anh đâu. mà Bye bye. gì làm gì anh qua rước lại đi anh. Thôi nên trời mưa mà em ngày người ta gọi mà đã ta đã thù anh nữa. Chị gì chị? Thôi em lo ngủ sớm đi. Nhẹ cho từng dòng kỷ niệm của riêng hai ta đã có. Nghĩ ra chưa? Lâu ấy là lâu ý. Bây giờ nếu mà người nào thua sẽ trả lời một câu hỏi bất kỳ cũng được hả? Ok. Ok không? Ok. Câu hỏi rất là khó không trả lời đúng không? Phải chơi phải chịu thôi. Ghê. Hỏi những câu hỏi bí mật cũng trả lời đúng không? Chơi chứ. Được. Tôi có một câu hỏi rất là không mà hỏi này con này chắc làm chấn Chấn động tam giới luôn hả? Tôi cũng có một câu hỏi rất là hay. tôi không có hỏi câu hỏi ứng xử của hoa hậu đâu, tôi hỏi những câu hỏi bí mật của bên mình phải bật mí cho tôi biết. Interview Thế thì mọi người chưa biết gọi là sao, Bá Vinh gọi là thánh nhai mic rồi. Hôm nay để Bá Vinh múc bang mic cho mọi người qua đây cùng xem. Múc bang mic rồi rồi. hỏ dạ hỏ Ủa nhưng mà chắc gì tôi đã thua, đúng không? chuyện nào thắng thì tính Chắc gì à. tôi đã thua. Em ơi hãy cổ vũ anh đi, nhịp lên nhịp lên Tôi cũng muốn hỏi một câu. anh Vinh nhanh mất anh Hiền nút mất. Cảm ơn mọi người. Chắc mọi người sẽ tò mò về chuyện tình cảm của anh lắm ha. Thế thì mọi người sẽ cũng sẽ tò mò về chuyện tình cảm của Minh Hiền lắm ha. Ôi, tiền toàn tình cảm của thì để trên mạng mà. Sao mà khó lựa chọn quá ta. Có lẽ mọi người nếu chúng ta thắng sẽ có một bí mật được bật mí. Anh Vinh nghe mất anh thì luôn không nghe mất sẽ là người nuốt luôn người nghe mất. Anh Vinh ngoài đi anh những nhà anh đưa Chuyện hai người tụi em biết hết rồi vì trời, thôi coi như mình giả bộ mình không biết đi. ai Anh vậy Minh sẵn sàng trả lời chưa? Ủa gì trời, ai vậy ai nói chuyện hai người biết rồi vậy đây là Trang nha. Em ơi, em giả bộ em chưa biết đi ha. lần này em chọn anh em chọn đúng theo rồi Năm bông hồng mọi người ơi, năm quá bông hồng giỏi cho ta cô đi. học đầu tiên thấy mình nhận được nhiều bông hồng thế vậy luôn á Mỹ Hạnh này sao Mỹ Hạnh chơi nhiệt tình quá vậy dáng này
giống như mọi người hả? Anh nhiệt tình. À, bông hồng nữa mọi người ơi. Hai bông nữa, một bông nữa. Mẹ đang thu quá nhiệt tình luôn. Rồi, một bông nữa thôi mọi người. Cho tôi một bông hồng. Yeah. Yeah. Nhân đôi điểm mọi người ơi. Đã đến lúc chúng ta thật sự chơi rồi. Đúng được ít 2 điểm nè. Gì trời? Wow, Mỹ Hạnh chơi nhiệt tình, những ngày có chắc Mỹ Hạnh nó bị nước ngoài. Wow, cái này có vẻ căng, mọi người cố lên. Mỹ Hạnh chắc... Ví dụ như mà hỏi, nếu mà tôi thắng tôi sẽ hỏi với Vinh là nghĩa tên thôi, tất cả những gì của bây giờ đâu. Được. Thế thì Minh Hiền. Không sợ luôn hả? Yeah. Minh Hiền có gì để nói không? Nói gì? Nghĩa là Minh Hiền, chuyện tình cảm Minh Hiền có gì để nghe không? Chứ chuyện tình cảm báo Vinh, báo Vinh cũng đã chia sẻ nhiều. Nhưng mà mọi người chắc mọi người cũng chưa biết đến chuyện tình cảm gì. Nhưng mà đâu ai biết người đó là ai đâu. Người yêu cũ mẹ hẳn, trời biết bao nhiêu người hả em? Tổng gió đưa mà dê. Thì trời. Anh là người sợ đó. Ủa mắt gì anh đã sợ em? Quá khứ rồi mà, không có quá khứ. Lắm nha. Vậy hả? Ok. Tôi sẽ không khó khỏi mà không thấy luôn được luôn. Sợ mọi người không có thời gian ở lại để mà nghe hết. Tại vì danh sách quá dài. Bây giờ chắc mồi rồi. Trời ơi, Mỹ Hạnh chơi nhiệt tình, những ngày quá trời luôn á. Kiếm câu nào? Ôi, nguyên một con hạt này, bé Vinh ơi. Thì trời ơi, tôi cũng muốn con hạt. Cảm ơn mẹ Thanh Thảo. Thảo Thanh Nguyễn nha. Ê, tự nhiên chơi yến này mà luôn người luôn hồi hộp chứ trời luôn. Thầy cho trời lại nha ta. Yeah. Thêm con nữa đi. Con gì vậy? Con hạt. Ô, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Yeah. Yeah. Ok, câu hỏi là gì? Mọi người ơi, chúng ta win rồi mọi người ơi. Cảm ơn Mỹ Hạnh nha, Mỹ Hạnh đóng góp nhiều nhất trong cuộc. Không kịp rồi, thấy chưa? Này bên này tôi thả một con sư tử nhưng mà bị hụt hết giờ. À, vậy hả? Vậy hả, chơi diễn xanh à? Đúng rồi. Nên là bán sau thôi. Chơi lại bán khác bị hụt. Nói chung là chuẩn bị câu hỏi cho tôi đi. Hỏi gì nhờ? Gác lên mọi người. Anh lại sĩ rồi. Sĩ chị em. Anh là chúa tể của những sự sĩ mà. Trốn sâu yêu thương. Đúng rồi. Đầu tiên được thắng của mọi người. Và thắng đặng sau hơn 2 điểm. Ý là mình chưa có con nào trước luôn. Tại vì bên mình thắng cũng nhiều rồi. Thế nên bên mình nhường ha mọi người ha. Thì anh đang suy nghĩ nè. Đã nói dữ lắm mà. Thì anh thiệt. Thì anh cũng nói dữ lắm mà. Anh không dám hỏi nè. Hỏi sao thì họ cứ hỏi đi. Hỏi xong mai không bị lóc luôn á, không được gặp mặt luôn á. Cứ hỏi đi, nghĩ sao hỏi vậy? Chơi mà sợ, anh hẹn lắm em ơi. Hỏi nha, chuẩn bị hỏi nha mọi người, bá Vinh chuẩn bị. Ra ngoài cũng kỳ. Bá Vinh có 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Ok. Bá Vinh có 1 phút 30 giây để trả lời câu hỏi này. Ok. Nếu như ngày hôm đó là ngày cuối cùng Bá Vinh gặp Minh Hiền thì Bá Vinh sẽ làm gì? Nếu như ngày hôm đó là ngày cuối cùng Bá Vinh gặp Minh Hiền, Bá Vinh sẽ làm gì? 30 giây của bạn suy nghĩ bắt đầu. Ủa ai bấm giờ hồi vậy? Tôi muốn nghe những câu trả lời thật là ấm áp.
chứ đừng trả lời là quay bỏ đi nha trời. Còn 15 giây nha. Tám, Ôi trời. sáu, năm, một, hết giờ. Ok, nếu mà ngày hôm đó là ngày cuối cùng gặp Minh Hiền thì Vinh sẽ đèo Minh Hiền đi quanh quanh Sài Gòn, tại vì đó giờ Hiền luôn luôn là người đèo Vinh. Thì lần này thì Vinh sẽ đèo Minh Hiền đi hoài luôn, xong rồi mua cho Minh Hiền nước mà Minh Hiền thích, xong rồi mua cho Minh Hiền đồ ăn mà Minh Hiền thích, rồi cứ đi như vậy thôi. Vậy thôi, chẳng còn gì hết nữa hả? Đi mãi mãi tới lúc mà tan biến luôn Đúng rồi, chỉ được ở bên cần chỉ cần ở bên cạnh Minh Hiền là được rồi, là mong gì hơn. cứ nói gì không hay là đi ở bên tỉnh đi thôi. Ok không, hài lòng chưa? Ý là không nói gì luôn hả? Bên cạnh im lặng hả? Tất nhiên là sẽ nói rồi, nhưng mà bình thường im lặng thì cũng tốt, im lặng để cho cảm nhận được cái giây phút đó không làm sao nhá, bởi vì bất kỳ một cái chủ đề là hết chỉ cần ở bên cạnh rồi để cảm nhận thôi. Ok, cũng được. Cũng lãng mạn đó. Chứ sao trời, xong rồi khi nào mà gần đến lúc mà phải trả Minh Hiền về thì sẽ nhắm mắt trong khoảng 5 phút. Mở ra không thấy mình nhìn rồi sao? Không, ý là tại vì đèo Minh Hiền thì nhắm mắt trong khoảng 5 phút là hai người sẽ kiểu ở bên nhau mãi mãi, hiểu À, biết rồi, biết đâu tôi đi đâu đâu. không? Ý là hiểu không, tôi lái xe hiểu không? Nhưng mà lỡ như cũng không được chung đường rồi sao, người lên người xuống thì sao, thấy được. Hắn không hiểu mọi người ạ. À, thôi bỏ qua đi. Thôi trả lời mà còn ngủ ngọt quá à, chưa trả lời hết. Mắt thì nhắm mắt thì hai nhắm mắt thì anh cái bây giờ thì tôi là kiểu Muốn đi giải chung thích cho cái trò đùa của tôi ấy, hiểu không? Thì nó lại là kiểu tận cùng của sự thảm hại ấy. mai đều nhau đi liền đi, nếu mai không mưa đi chơi. Nhắm mắt là đi luôn à. Người ta thường bảo là tôi đã từng nói với cả Minh Hiền rồi, lúc mà có một đợt Minh Hiền đèo tôi bảo là nếu bây giờ đi xe như thế này mà hai người cùng nhắm mắt trong khoảng 5 phút thì sẽ được một điều ước là bên nhau mãi mãi. Quay vlog 24 giờ full time cùng bá Vinh, mà lúc đó ai là người sẽ biết cái video đó. Đúng rồi, hỏi cái gì Câu trả lời chưa đủ thuyết phục anh Vinh ơi, trời, chủ nhân của câu hỏi người ta hài lòng rồi, với em còn rất là khó tính quá. Người ta đã không còn gì, người ta đã hài lòng rồi thì em cũng nên chấp nhận đi. rồi. Em ơi, cuộc chơi là của người ta mà, người ta biết trước hết rồi. Thì nó nói khó nghe chứ trời, sao bảo nói như tôi như kiểu là thao túng tâm lý ấy. Gì nữa? Mấy Cái gì gì? nữa? Hóa là thao túng tâm lý được luôn á. Hồi nào không hề. Tôi không phải kiểu thao túng tâm lý. Nói chung là bên tôi mọi người cảm thấy cái câu trả lời này cũng hả chưa đạt điểm 10. Chỉ mới được ở điểm 8 thôi. Rất Tám ít mà nhỉ. được, tám mà được rồi, đôi khi không nên đòi hỏi một cái sự hoàn hảo. Mọi người muốn là phải ở trên điểm 10 luôn. Người ta bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Mọi người nói bác Vinh mương lẹo. Bác Vinh là ông thầy ngôn từ. Ủy trời.
Sao mình nặng lời thế trời? tiếng vô rồi kìa. Em mới nãy giờ em ở đâu, anh thu mấy dáng rồi vậy mới xuất hiện vậy? Tim khúc tỏ tình là mát điểm. Tôi không chịu, tôi phải phục thù. Dù gì nữa, tôi không chấp nhận phục thù, tôi không chơi. Chấp nhận đi. Sao ép người Tôi phải phục thù. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi tương tự cho Minh Hiền. rõ nha, Minh Hiền cũng là hả học cho vẫn Minh Hiền cũng gọi là best interview đấy. Rồi luôn. gì nữa chưa. Ê, gà tôi đúng không? Mọi người đợi cái giây phút này quá lâu rồi. Bảy đúng không? Này là bảy vậy. Dính bẫy rồi. Xui luôn. Thì này hết được rồi, mấy đứa ơi. Trốn anh ơi. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa. Rồi, cho tôi trả hỏi một câu nữa đi mọi Để cho anh hỏi nha, ok. Tôi cần một câu hỏi deep talk ngay bây giờ. Tôi cần một cái nút tắt biến ma thuật ở đây để tặng bài bông cho anh đỡ buồn nha. Em ơi, hồi nãy em tặng anh là tới 100 mấy bông rồi, giờ em tặng anh có một bông rồi. Tụi em muốn nghe cả hai hả? Đúng rồi, phải công bằng chứ. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi gì một câu mấy bông mà anh mới thấy rồi nhưng mà ít ít hơn lúc nãy nha. Tóc hành lẹ hay là mình dịch chuyển không được không? Bên đó là thả con tép bắt con tôm đó anh. Bên đó là chuyên gia lấy ý tưởng của anh mà em. Nói chung là nếu mà được hỏi gì một câu nữa thì tôi Anh hỏi Hiền hay thắc mắc quá ha. với Vinh là dụ giỏi anh ơi. Ok là em dụ. Ok rồi. Tôi sẽ hỏi Minh Hiền câu tương tự. Nếu mà Minh Hiền thắng như thế này thì Minh Hiền vẫn sẽ là trả lời câu hỏi đó, là Minh Hiền sẽ hỏi với Vinh một câu gì anh cho cái nốt. Cowboy Thì hứa với mọi người danh dự là nếu mà mình thấy như thế này thì tôi vẫn sẽ trả lời câu hỏi đó. Và tôi sẽ hỏi gì thêm một câu. Một câu khó hơn câu này nè. Yeah, Đức Thành đã tặng một cái dương miệng nho. tháng Lời thôi, mình vẫn trả lời mà. gì trời, sao mà Đúng bằng không tiếng nhau nữa. vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau vấn đáp Bá Vinh. Ngày hôm nay Bá Vinh sẽ là một ngày tồi tệ đó Bá Vinh. Cũng không thể nào mà lật được. Tôi muốn hỏi thử biết được là vị trí của tôi trong lòng Bá Vinh như thế nào. Sale quá anh ơi, anh có sale lại không? Rồi. Anh chịu thôi, nói chung là anh cũng không muốn gọi là lôi kéo quá nhiều khiến người ta cảm thấy bứt rứt. Cái gì đâu bình thường không mà. Chơi thì phải có kẻ thắng người thua. Thì tôi đã chịu thua quá nhiều lần rồi thì hôm nay sẽ là một ngày tôi thắng Hình chứ. như là kèo bên kia ngon hơn cả cả. Mọi người mà thích gọi là xoáy sâu vô. Tôi là người đã bỏ qua quá nhiều thiệt hại rồi. Bây giờ tôi phải vô mà những thành công biết chưa. Là anh thành không ông hoàng hôm nay. Cảm ơn em nha. Hôm nay em sẽ là cổ đông lớn nhất. Đến điều sốc. Bên nào điều cũng sốc thế.
Thật ra tôi cũng thăm dò giữa mấy chuyện lắm mà bình thường nó không có cái cớ nào để hỏi những câu hỏi đó, hiểu không? Thôi rồi, tôi sẽ tung chiêu cuối vậy. Tôi sẽ khi nếu mà tôi thắng, tôi sẽ hỏi Minh Hiền là trên thang điểm 10 Minh Hiền yêu tôi bao nhiêu. Trời ơi, còn phải hỏi nữa, đương nhiên là hai điểm 10 rồi. Phải nói Tuyệt thiệt. vời. Mẹ ơi, mẹ hỏi con nào mà nó cây cứng thôi được không? Và vì sao? Không có lý do gì cả. 10 là 10 thôi, khỏi nói nhiều. Không nhân gì hết. Ý trời. Mở Mega Live luôn đi anh. 9, 8, 7. Em ơi, 6, 5. Gắn lên, một bóng nữa mọi người. Mỹ Hạnh ơi, em thôi Mỹ Hạnh. Rồi, thua. Su cái thua được lắm. Tôi đã bảo là tôi phải tung lên chiêu cuối rồi. Nghe, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Mây. Là đã không kịp rồi em ơi. Cảm ơn Tốt quá, chúc mừng Yến nha. Cảm ơn Mỹ Thành. Cảm ơn Kim. Cảm ơn chị. Chỉ chênh lệch Bon. có 53 điểm thôi. Đúng rồi, 30 chứ phải là Tết. Tôi sẽ hỏi Minh Hiền. Nếu tôi nếu Bá Vinh gì linh hồn Bá Vinh trong thân xác người yêu cũ Minh Hiền, thì Minh Hiền có yêu Bá Vinh không? Sao mới biết người gỗ tôi là ai mà nhập vào thân xác người ta? Thì một lý do nào đó Thì đương nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ yêu người cũ. là mấy người không yêu tôi. Tôi đi yêu bái Dinh. Nhưng Bá Vinh trong thân xác người yêu cũ. Thì tôi vẫn sẽ yêu bái Dinh nhưng tôi không yêu người yêu cũ. Tức là không yêu người yêu cũ cũng nghĩa là không yêu Bá Vinh. Không, mấy người không hiểu câu trả lời của tôi hả? Tôi nói tôi chỉ yêu bây giờ là tôi không yêu người yêu cũ. Nhưng Bá Vinh đang trong thân xác người yêu cũ thì tức là nếu không yêu người yêu cũ thì là không yêu Bá Vinh. Thì tôi sẽ bóc thân xác của bà Dinh ra. Tôi Tức sẽ là yêu thân xác của bà Dinh. nhưng mà có thể hiểu cái thân xác của Bá Vinh đang đang có linh hồn của người yêu cũ thì Minh Hiền sẽ chọn là mình chọn người yêu cũ trong thân xác của Bá Vinh. Ủa, đâu có nói gì đâu. Cái gì chỉ nói là nếu linh hồn của Dinh trong thân xác người yêu cũ mà lại thân xác của Dinh đang không có linh Thì hồn. nó là một cái vế tự hiểu thứ sau sau đó. Sau thì tôi sẽ lên một cái xác không hồn Mình về. chiêu hai điều thiền liền. Mấy người phải trả lời là mấy người sẽ tìm cách để cứu tôi ra khỏi thân xác của người yêu cũ mấy người chứ. Tôi đã nãy tôi nói là tôi sẽ bóc xác và bóc linh hồn của mấy người ra mà. Thế cho nên Ok, nói chung là cũng chấp nhận đấy. chia sẻ là cách đồng Bây giờ trả lời lại một câu đàng hoàng cho các bạn ở cáp hình còn làm cáp cắt tập giật này à? tôi đã trả lời rồi đó. Trả lời lại cho mọi người nãy giờ đang bị kiểu chen ngang rất nhiều lần. Tôi chỉ yêu quá Vinh thôi, tôi không yêu người yêu cũ. Tôi tìm cách để linh hồn quá Vinh trở lại thân xác của quá Vinh. Ok, đó mọi người đã cảm tôi nghĩ rằng mọi người đã rất hài lòng với câu hỏi, với câu trả lời đấy rồi. Chưa kịp quay luôn á, gì trời. Em ơi, tức là anh đã cho em một cơ hội thứ hai. Tôi buồn cố kê, cô ghê cô Bon này. Sắp có hả? Sao vậy? Chị bình thường mà. Cái gì chứ? Vừa chọn cái nhiều, vừa có những người cổ đang chọn dễ. God, mới vô nghe coi yêu cái gì mà. Lần sau nếu mà có lần sau thì tôi sẽ có những câu hỏi hóc búa hơn. Mới vô em chưa trẻ vậy giờ này mới vô rồi nói chuyện ngọt như đường anh sao anh trả lời anh không có người yêu cũ như vậy là sợ lắm em ơi người ta không tin đâu.
ta biết ngoài mà. trời, hiểu không? Ngoài trời sấm sét đang đánh rất là nhiều, mình làm ở đây là ông trời đang nhìn đấy. Chơi tiếp đi. Em ơi sao em hết hơn thua quá vậy? Như đó đủ rồi. Em ơi em hơn thua quá, tôi cảm thấy là nếu mà hơn thua như thế này là kiểu mấy người cũng được rất nhiều đúng không, content. Hi Patricia, Để làm như ai cũng như tình đầu. Em ơi tụi em mới là hả bà hoàng ngôn ngữ ông chúa thơ nơm á, quá em rồi, ông chắc đi ngủ hôm nay quá đủ. Tiếc quá, nó thắng rồi, thắng mình sẽ hỏi một câu, tôi cũng tính hỏi câu y chang vậy luôn á. Thì hỏi đi, tôi trả lời cho nghe này. Cũng hỏi một câu hỏi khác. Có vẻ là mắc cũng mắc lắm mà không thắng để hỏi, cảm thấy bứt rứt. Nhiên lúc đó đi uống nước chi vậy? Ủa người ta cắt nước thì người ta uống. Mình có thể đợi thêm 9 giây nữa em có thể đi uống nước mà. Bên đó ghê lắm em ơi, làm sao em biết được? Em thấy ảnh nó không dám á hai. Thì ông trời, mình hiền vào cái gì không dám. Dám gì? Ai biết, không dám hỏi. Dám gì vậy? Không biết nó cái đồ giảm stress ấy. Không thấy vui trong lòng. Thứ mấy cũng được, chỉ cần tay yêu họ như tình đầu đồ đó. Không Thôi, sao, tức biết là ngày hôm nay gọi là một buổi live mà cũng gọi là thu hoạch ha mọi người ha. tức quá à. Tức gì muốn gỡ Không không? Bên kia miệng lưỡi quá chứ sao trời. Bên kia cũng có 1 9 1 10 đấy, mọi người kêu báo Vinh lương nhưng mà mọi người để quên mất rằng bên này là Minh Hiền. chơi tiếp đi anh, sao em hay xúi quá à. Thank you for sharing my life, Bố mà đặt hết đi. Mà nghĩ coi like 2 người này một tuần mới được. Ủa sao vậy? Vui vẻ Ờ, cứ dễ thôi, cái buồn bực gì trời. thôi. Mỹ Hạnh tức Sao tức vậy? á. Đi uống nước, mà đi uống nước rồi thua. Ủa, Mỹ Thành ơi, anh tưởng em phe anh. Em mới bị Em té xe nữa gì trời. lắm. Ngu Hạnh thích chơi, nãy giờ thích thích chơi mấy cái này lắm, nãy giờ thấy nhiệt tình quá trời luôn cô Thành, cô chỉ gọi là đợi chúng tôi sơ hở thôi đúng không? á. Thôi không ấy nói lại đi. Thôi không nói lại đâu. Không có, rõ ràng. Tôi thấy rõ ràng cô Thành. Có em phe anh là yên tâm đấy, cái đấy là anh yên tâm rồi. Hi Barry, Barry có mây nè, có phi yến nè, có kim nè đó, mọi người đặt theo tôi là tôi biết hết Còn bên tôi biết có ai không? á. Ai vậy, ý tại hả? Có gì con, có Thảo Vy, có Mỹ Hạnh đó. Còn những cái suối á. À không, số cái vụ trồng cây chuối là tôi biết ai luôn rồi đó. Còn là những cái vụ Hello, cái Al. suối tôi rồi đó, xong rồi bỏ bê. Không có trách nhiệm. Thì nói chung là quan trọng là kèo ai thơm hơn thôi. Điều ai thơm hơn là theo, đúng không? Đúng là có một mình Mỹ Hạnh là có trách nhiệm thôi. Em ơi, Kìa. nói nữa đi. Có phiến à, có thông tin ngon Gì vậy? em cả bông. Tôi không thấy, tôi thua, tôi không biết. Giờ tôi gặp ai tôi đã thua, tôi bao giờ tôi gặp ai tôi đã thua rồi đó.
kèo nào ngon hơn thì mình chơi. Giết bọn tôi giống như kiểu là một con quay, hai con quay bị quay mòm mòm ấy. Em có phải là người bảo chứng cho cái sự thắng của Dinh không? Đang nói ai vậy? Nói thì trận cuối hả? Trận cuối không? Trận cuối không? Ok. Lần này tôi cũng có một câu hỏi rất là hay. Mình suy nghĩ là rút tìm đường lui cho mình Vô, sợ gì? ấy. Mọi người chuẩn bị sẵn hết máy quay chưa? Để tôi thắng rồi tôi hỏi nè. Chắc biết một mình nhưng mà biết hỏi, tôi biết hỏi chắc. Ok. Lần này cấm ai đi uống nước nha, bây giờ tất cả mọi người đừng ngồi yên chung một chỗ cho tôi nha, không được đi đâu rồi khó này thật. Không, bây giờ mới đang phút thứ 5, thứ 4. Tôi mong rằng là mọi người ai đã muốn uống nước thì mọi người đi liền ngay bây giờ uống. Muốn đi vệ sinh hoặc là sau đó thì phải đi liền đi, xong quay trở lại đây thật nhanh. Mình mega like đi anh, để em coi Đấy, và mọi người, chúng ta sẽ có một câu hỏi hóc búa dành cho Minh Hiền. Yeah. nếu như vấn này Minh Hiền thắng thì Minh Hiền vẫn sẽ trả lời câu hỏi của Dinh, và Minh Hiền sẽ hỏi với Dinh một câu nữa. Tôi sẽ xem chấn động hôm nay. Tôi có một câu hỏi chấn động tam giới mà tôi chỉ hỏi thì tôi thắng. Không sao, bây giờ sẽ còn thắng vậy à, mọi người cứ yên tâm. Em đi ngủ được không? Em ơi, em mà đi ngủ là chết anh. Bây giờ tôi sẽ hỏi với Vinh một câu hỏi liên quan về chủ đề tình yêu, hỏi rồi đúng không? Hỏi về tương lai đi, Ghê chưa? Xin hỏi lỗi, tôi không phải nhà tiên tri. nha. Tôi không biết xem bói. Tương lai làm gì nha, tao bói à? Chứ sao, chứ mấy em muốn biết gì, biết về gia đình hả, thì tình duyên hồi nãy hỏi rồi. Ê, hỏi ra đạo đi. Gia đạo liên quan nhiều người quá, không muốn hỏi. Người yêu cũ nè, Everyone, guys. S ha, hỏi về S nha, hỏi về S Có cái gì? gần nhất ha, hỏi về S gần nhất, Ấy cả. lý do chia tay được không mọi người, Ok. hỏi là người ta có đối xử với Vinh tốt không được không mọi người, để rút kinh nghiệm đối xử với Vinh tốt hơn là sao. Trời, những câu hỏi đấy quá bình thường. Mọi người muốn nghe những câu hỏi hóc búa từ Bảo Vinh không? Bảo Vinh có rất nhiều. Hỏi mấy đó chi trời, chứ em muốn nghe gì? Không biết gì trời. Không hấp Ý là tự hỏi dẫn. xong rồi để tự Không. đau lòng mình á. Chào Bảo Vinh, hi Mandy Trang. Hỏi về bạn diễn nói nhiều lắm em Hello, ơi. how are you? Sắp tới còn có Yeah, nhiều I'm really good right interview now. vô ha lắm, em tha hồ nghe về bạn Oh my diễn. god, I'm losing. Cách đối xử đồ đó. Để kêu cái Vinh kê ai là người đối xử để với Vinh được không? Anh hỏi xong chắc anh bằng người ta không? Hỏi gì bằng liên quan với anh tới khi với anh Glad you are good. I'm doing okay, được nha, chốt đi. thank you. This is amazing. Mandy Cú Chang, anh đi, cú anh nhắn này đi, anh hỏi câu đó cho. are Việt. Hi Hỏi anh có muốn tổ chức fan meeting không? Đương nhiên là anh muốn rồi. Đúng rồi mọi người ơi, bùng nổ nhanh số nhắn này cho anh. Chúng ta chốt nha, chốt nha, chốt vào đó nha mọi người, được không? Ok không? Mọi người ok, mọi người comment chữ Oh, damn. Is that you? You just changed your name. Isn't nhiều Staying up late quá nha. is like negative to your health. Bộ anh mắc hỏi lắm. Hello. Hỏi gì chưa nghe. Hỏi câu đó đó.
Nãy mới nói đó. Someone didn't rely you because you changed your name. Đúng rồi, cảm ơn bé gì. Cảm ơn bạn Leon. Get to see you too. Oh my god, quá anh. Anh xác định mối quan hệ với anh chưa? Rồi sao mà bên kia hấp dẫn quá kìa anh. Trời, mọi người phải câu hỏi của anh sẽ không không thể nói trước được, tại vì nói trước thì người ta có chuẩn bị tinh thần rồi, nên là anh sẽ phải đợi sau anh mới nói được. Thôi bên tôi mọi người muốn tò mò về người cũ gần với cũng mấy người lắm đó, nên mọi người quá ủng hộ quá trời, thấy chưa, biết sao giờ. No, oh my god, nói lời thôi. Tôi sẵn sàng nghe rồi đây. Rồi thua. Mọi người ơi ghi lại đi. Hỏi gì vậy? Bây giờ mày đọc comment hay không có nghe? Để cha mẹ cũng sẽ chợ qua ủng hộ đó. Yeah hẳn rồi, yeah mọi người ơi. Chốt vào đó nha mọi người, ok không mọi người? Mọi người comment chốt đi thì mình sẽ hỏi thôi này. Comment chốt hả? Đúng rồi, mọi người phải chốt chứ, tại vì mọi người cũng chốt. Chốt rồi đúng không? Ok nhá nha, rồi ok. Rồi cái thứ là câu hỏi là người yêu cũ gần nhất của bé Vinh đã đối xử tệ với bé Vinh cái nào mà bé Vinh không thích? Bé ơi. Nhắc về người yêu cũ thì là câu chuyện đã qua nhiều năm rồi, cho nên là tôi không muốn nhắc lại, nhưng mà tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Và tôi cảm thấy Minh Hiền rất là quan tâm tới những cái điều nhỏ nhặt của tôi, hay đèo tôi quay với tôi đang hỏi người khác làm và để ý tới những món ăn tôi thích. Tôi xin hết. Nhưng sai sai cái gì đúng không? Hình như có cái gì đó không đúng hay gì phải đó. Câu hỏi này là phải tinh tế mới nhận mới hiểu được. À, câu trả lời nè. Tại sao vậy? Tao lỏng gì đi. Anh thao túng hả? Cái này phải thông minh và tinh tế mới hiểu được. Em ơi, anh không phải là người yêu cũ với Vinh em ơi. Này không phải là những cái điểm mà đối xử tệ nữa em ơi. Em hiểu anh đấy, mọi người bên này hiểu mà. Anh bắt trả lời lại đi. Tối nay em mất ngủ á. Để nghe chưa? Tao lại muộn với anh. Ờ. Tại vì là bọn anh mắc hơn thua nhau từ nãy tới giờ đó. Không là cũng nghỉ để đi ngủ từ lâu rồi. Ê anh gian quá mọi người ơi. Đứt chết. Em gặp đùng đùng với là câu trả lời vừa rồi chỉ những người xinh gái mới hiểu được. Mọi người có hiểu không? Đẹp trai mới hiểu được. Anh đâu mọi người comment chữ đã hiểu đi. Không hiểu gì hết nhưng hiểu rồi cái gì trời. Ê, sao bên ấy hiểu hết vậy? À, vậy thì em hiểu rồi. Yeah, thế chứng tỏ là em rất là xinh đấy. Trời, like tôi toàn người đẹp. Mọi người bên này hiểu nè, sao bên kia mà vẫn đơ quá vậy? Không, ý là mọi người bên đây cũng hiểu luôn á. Đã xinh. Đúng rồi, sao mọi người lật mặt lẻ vậy? Yeah, my face turning red because I'm laughing a lot. Em cảm ơn nha, nhưng mà anh giải thích lại dùm. Thôi bây giờ mọi người ai mà ghi hình về rồi á, rồi mọi người xem lại, mọi người tự ngẫm nha. Mọi người hiểu hết đúng không? Mọi người chắc nha. Mọi người không hối hận nha. Tối nay ngủ ngon nha. Em chưa có ghi cái gì hết, em xạo quá.
Nếu mà không không ghi thì tôi sẽ là người tự tải về, tôi đăng lên cho mấy người coi. Em ơi, em không phải là bé Dinh đâu em ơi. Gì vậy? Sao cảm thấy kiểu một câu rất là nặng lời với bạn ấy ấy? Em chưa hiểu, em qua bên kia comment em chưa hiểu giùm anh đi. Bọn em mất cầu. Ôi, nói chung là đây là một câu hỏi mở mọi người. Là câu trả lời cũng là một câu trả lời mở á. O e á. Tức từ lúc đi uống nước. Không sao, vui vẻ. Cảm thấy không được vui với cả không hài lòng lắm ấy. Vui vẻ mà cảm thấy không được vui lắm, đúng không? Trả lời cũng như trả lời. Thì thôi tới đây vui vẻ, nói chung là mình cũng đối xử tốt với người ta. Wow, mọi người thật là xinh gái, chỉ câu hỏi này chỉ những ai xinh gái mới hiểu thôi nha. Anh ơi, em chấp nhận xấu anh giải thích được không? Vui Em ơi, em kiểu sao vậy? tay vui à, ý là vui tới vậy Là con hả? trai mà, vậy thì em sẽ là người đẹp trai. Nó chưa muộn rồi, đi ngủ thôi. Thảo Vy ơi, em đi ngủ giùm anh cái đi em ơi. Mình bây giờ mấy giờ rồi em biết không? Nay mấy giờ đi học mà giờ chưa chịu ngủ. Khóc khóc. Thôi ngủ thôi. Minh Hiền, chúc Minh Hiền ngủ ngon nhé. Chúc bây giờ ngủ ngon. Dạ. Chào Chào bác mọi người. mọi người nha. Chúc mọi người bên Hiền ngủ ngon. Bye bye. Ủa sao hót ra vậy? Ủa này sao hót ra Thoát ra ấn vào chữ chủ phòng ấy, thì bấm vô mà thấy không, đâu có hiện chữ nào hót ra đâu. nó có chữ x không, nó có một cái x, dấu x không, Nó có một cái lối thoát. à ý bây giờ đổi cái lối thoát đó, lối thoát đó Nhưng bấm cái lối thoát thì nó nói là sẽ ngắt kết nối lại hả? không, không phải đâu, Thì chỉ ngắt kết nối với mấy người đúng không? ngắt kết nối với tôi thôi. Ok, chắc là bây giờ bà Vinh sẽ đi ngủ đây. Trả lời rồi mà, trả lời xong rồi. Ủa sao mà cứ kéo qua nó làm mờ, bị mờ vậy ta? Ok đi. Muộn vậy ạ? Anh hôm nay anh like hơi trễ, bình thường là 11 giờ tắt rồi, hôm nay cái like đến 12 giờ luôn. Vui vẻ quá mà. Nói chưa lâu lắm rồi không like, không có like nào mà vui như vậy. Cảm ơn mọi người đã xem like cũng như là comment rất nhiều. Nói chuyện với Vinh, cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Anh nói xấu anh bên kia kìa nhỉ? Để anh phải xuống live để qua bên đó xem liền. So thank you guys for watching my live stream and see you guys next live stream. Good night. Sleep tight and have a sweet dream. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp ạ. Bye everyone.